Còn hồi sáng láo chó lắm kìa. Rồi cái này ra hả? Không không. Bỏ nó vô này nè. Đẩy xuống nè. Đẩy nó xuống nè. Đó. Bỏ vô. Con này cũng mập ấy nó. Chạy vô luôn á. Một suất 4 tiếng 120. 7 tiếng 160. Câu 7 tiếng là tối về ông thần. Câu 7 tiếng là tối về ông thần. Một là câu giải trí, hai là câu thịt nè. Ừ, đây là câu lên thả xuống. Câu đã rồi về 100.000. Cũng một chung một hồ luôn hả? Chắc vậy. Ừ. Ok, đi vô. Vô đâu ta? Ghe trống kìa. Để xe trong kia. Bây giờ anh em mình vô câu nha các bạn. Trong đây mà ví dụ mà có bạn bè gia đình đồ mà vô đây cuối tuần hay gì á, ăn uống vui chơi cũng vui. Thấy hồ này cũng đẹp á, thoải mái, mát. Hồi hy vọng hôm nay anh em mình câu được nhiều cá. Xe đâu ta? Để vô hỏi chủ hồ coi sao. Hồ này mới vô lần đầu tiên. Đụng vô đây là chết luôn á. Đụng đầu lên. Bốn ơi, cái này câu sao anh? Câu thịt bên nào? Câu thịt bên nào? Dạ câu cá gì? Câu cá chim. Dạ. Đây cũng có cá chim rồi. À là câu nãy là bên đây. Dạ. Ở trên đây thì có tiếng cầm không là thả xuống nha. Còn nếu bắt về thì cầm tí tính đi. À dạ. Bây giờ xuống cần rồi báo anh thôi đúng không? Khi nào xuống rồi báo. Dạ. Ở bên đây ha. Trong máu ha. Cá ăn nè. Dính luôn rồi đó. Dính luôn rồi. Ăn câu phao ha. Ô cá cha luôn ta. Ướng ăn hả? À câu quẩy mà. Yeah, mình chưa xuống cần mà anh dính cá rồi. Mình ơi. Nằm sáng giờ mới chưa ăn. Trời ơi, nhiều. Khuyến mãi thêm con chùa hổ hả? Được rồi, câu ba mồi luôn á. Dạ. Quá trời mồi luôn á. Theo câu của mình nè các bạn. Lưỡi nè. Rồi tới cái chì nè. Nó đơn giản vậy thôi. Giờ móc mồi vô mình đánh nha. Này chơi được không? Tao tụng chà đá. Hẹn lâu rồi. Bên cá nữa nè các bạn. Cái chim này nhỏ nhỏ nhỏ. Hèn chi nó không ăn cùng mồi của anh. Bình tín sống nè. Nó đầy không ơi. Để anh quay vậy. Dính con đầu tiên nha các bạn. Nó nuốt luôn rồi, cắt dây thôi sao vậy? Coi nó ăn lưỡi dài, lưỡi ngắn. Lưỡi dài là cái mồi gà. Lưỡi ngắn là heo quay á. Hả? Gà con hả? Úi giời, thế anh heo quay. Cả lại ăn heo quay nha các bạn.
cái kia mới gỡ được. Đây. Em quay huyền thoại. Anh đi hồ nào anh chơi mồi này. Nhớ được không? Được chứ. Lưỡi này ngay đây. Đưa cái kìm tiện quá. Quá im, lưỡi nhỏ hàng gì nuốt đúng rồi. Hồi nãy lưỡi lớn nó ăn mấy lần nó không sốc, giờ nó sốc. Rồi con đầu tiên nha các bạn. Cái vỏ đó có an toàn không thận? Gài vô sát quá. Bỏ xuống đi. Nè, đó, nó phá cần nữa đó. Đâu, mình ra lại. Đâu đến từ 1 đến 10. Nó lúc nữa cho coi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đóng ư, chuẩn quá chuẩn. Cái bầy đó rồi, giờ không câu ngon. Chuẩn đến từ 10 là dính, đảm bảo là dính, là dính. Lên đi chú ơi. Ủa chú xài vợt nữa chứ, chú lầy thiệt. Cá to, cá to. Hử? Cá to. Thấy chuẩn không? Kêu chú ném xuống đếm tới 10. Nhưng mà cần mình vẫn nằm im. Khá thịt. Nếu bên đứt dây luôn rồi kìa. Nãy anh quên anh để mô pin nó siết chắc quá. Chú dính nữa nữa các bạn. Đang bảo cá. Cái chim lên luôn. Cái bầy nó đang nằm bên đó. Bầy đang nằm ngay đây nè các bạn. Chú bắt hơi lâu ấy. Nè các bạn. Ba con mới vô à. Cá nó nằm bên góc đó rồi. Linh dẫn đang móm. Cần tay lên cái chim nữa các bạn. Ủa, im ru. Thế em chưa Linh. Còn nữa, con thứ tư thứ năm rồi đó. Chơi tin được không? Cái lỗ đó ngon ghê chứ. Chú dính nữa nữa các bạn. Trời ơi, cái lỗ đó cá ăn êm trời. Dính luôn. Dính liên tục luôn á. Ê, con nó bự à. Nghe anh em mình thất thủ quá ta. Lấy vào cái hương ơi. Bơi vào, bơi vào. Chết mẹ. Câu sáng đến giờ mới quay được clip bắt cá. Giật, giật gì đâu muốn 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 banh cái cốt. Trời ơi. Kéo kéo, kéo lên luôn. Ăn trùng rồi. Ăn trùng hả? Bảo đi. Hai con.
á. Kéo 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 qua đây gỡ nè. Rồi xong. Thế anh gỡ ghê không? Ai như Linh. Kiểu kỳ. Nhiều quá. Rồi, này nó bị to nha. Ôi tay. Rồi, quá. Kéo lên hơn rồi. Đó, sáng giờ mới được có 3 con đó rồi. Cái này ra hả? Không không. Bỏ nó vô này nè. Đẩy 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 xuống nè. Đẩy nó xuống nè. Đó, bắt bỏ. Con này cũng mập ấy nhá. Ẩm nó, ẩm nó, ẩm nó. Chụp cái đầu nè. Đè nó xuống. Nhét vô thôi, nhét cái đầu vô thôi. Là chui vô. Nhét vô, ừ. Đó, là chui vô. Rồi, thả xuống lại đi. Lên. Hả? Ý, đóng nó đi, đóng nó đi. Câu rô phi vậy Linh. Câu rô phi mà. Trời ơi, lưỡi câu rô phi cá ăn miệng đàng hoàng chứ có phải là. Cá này, không nhé. Nè, chả. Mình kia dính cá nữa các bạn. Cậu ơi, sách về, cậu về đây, cậu ơi. Rồi, tới giờ bảo cá rồi. Cậu ơi, bệnh Linh đó, ok đó. Ừ. Của anh mới xảy nè Linh. Rồi, lên con nữa rồi. Lên đậm lại đi. Góc cuối hồ lên cá nữa các bạn. Chú này sáng giờ được 5-6 con gì vậy. Mình mới được có 3 con. Lên là mầm luôn á. 6 con hả? Cái góc đó, rồi sáng giờ lên hoài luôn. Dính nữa này các bạn. Trời ơi nó liên tục luôn. Ừ. Góc đó với lại góc này. Còn góc giữa của mình im. Nhỏ. Buồn thì chứ. Con nhỏ mà. Con nó chuyên ngon rồi. Cá lên liên tục. Chuẩn bị chú này móc mồi xong lên góc này tiếp này. Tin không? Tin không? Sáng có clip ấy, dục xuống được dục xuống kèo phao đứng là bắt đầu phải đếm tới 10 cá ăn nè. Bây giờ đếm tới 10. Trả lên. Lâu rồi. Nhỏ thì nay có mình nhỏ nhất thôi. Con này xuất thịt vô ngon lắm. Nay mình mới được có 3 con nữa các bạn. Cột chắc chưa không thợ? Lên vậy. Chỉ là lên cá thôi mà các bạn. Trời ơi, chỉ có mình móm thôi. Đi hồ lạ là vậy đó, nhưng mà hồ này lên cá ok cũng đều á. Chiều lại cần thủ vô đông hơn rồi nè. Cái hồ nhỏ quá, cá lên đều nhưng mà đánh không sướng. Đóng cá cũng sướng nữa. Sợ nó dướng cái này nữa các bạn. Nó có thằng tay rồi đó mà. Ừ. Đóng nó kéo được nó nổi dây luôn. Nổi quá. Nổi thẳng luôn. Vừa cần nó vừa quay đầu qua ngóc lên cái dây cái lỗ. Giờ cần tụ tập trung đánh cái lỗ kia không các bạn. Cá lỗ đó lên nhiều. Đang tập trung đó. Có thằng con hả? Bắt lên. Ân huệ của dạ. Em gù gù luôn. Em gù. Lên cái cha đàng hoàng vô. Mày thấy sao mày?
Con mấy ký? Con này 2 ký hơn. À, 2 ký. Chà, êm. Dính rồi nha các bạn. Không, nó dính cái cò trên đây không à. Hưng lấy cái vợt cho mình đi. Lỡ nó đứt giữa đường đúng không? Nhục đúng không? Ấy dính hai con. Hai con. Rồi xong. Trời ơi chảy rồi. Không, tại anh thấy hai con nên anh thấy. Không thấy anh kéo nặng Linh, hai con lận á. Vô tới đây anh thấy mà. Nói chút một con trong khúc con kia luôn. Tài. Tiếp nhau các bạn. Ừ, đánh chuẩn như lấy chuẩn Linh. Cần nghe chờ Hugo. Trời ơi, cái đánh ra đó tiếp đi, nó đang ăn mà sợ gì. Cá hình như nó về khúc giữa rồi các bạn. Nó bè mấy cái rồi. Vừa dứt câu cái nó bè nè. Cần anh chuẩn bị dính Hugo nè, cần gì chờ. Không cần chờ. Cháy, cháy. Cháy. Cá lên đều ghê không các bạn. Cá bỏ giữa hồ nè. Hồi nãy bảo hai góc hai bên, giờ bảo dưới rồi. Bung, bung rồi. Nếu vậy dập nó rớt nó luôn. Cũng vừa lôi lên nó rớt. Ủa, hai ba ăn hà nữa kìa. Anh đó sáng giờ cũng được mớ rồi đó. Bên này mấy con nè. Mới qua đó. Mình nó dính hoài luôn á. Nó lên con nữa kìa. Nãy không có chỗ một ha. Cái cá nhỏ mà. Ừ, cá nhỏ nhưng mà nhiều. Nhìn cái vỏ ổng kìa. Quá trời. Cái đó là ngồi nhậu không á nha. Không có canh cần luôn á. Rồi mình chết sao vậy. Tiếp rồi anh em mình kết thúc video đây nha các bạn. Hưng xách cá lên anh đi. Bà con này thích thủ rồi nè, coi đứt dây mới cười nè. Chào chào. Này được bà con nha các bạn. Con này vui nhất đi về thôi. Con này vui.